Rồi anh chào cô chú anh chị mình cần xa đã quay lại với kênh mua bán bò kem bữa nay luôn nha anh chị Bữa nay là ngày 26 tháng 4 ha Hôm nay thì em báo giá cho cô chú anh chị mình chính là hai bộ mẹ con cái nha anh chị Một bộ mẹ con cái ba bê và một bộ mẹ con cái xin ha Bây giờ em sẽ quay về bò mẹ con đầu tiên anh chị Con bò cái mẹ này thì sáng mặt nè anh chị Xá lưng nói là hoàn toàn nghiêm chỉnh ha Mong đùa đít kề đuôi cái con bò mẹ này thì nó hoàn thiện hết nha anh chị Còn với ra phần rúng nha Bò này rúng dày kiểu mẫu rúng chèn bốn cái đều bầu sữa căng nè dàn chân sau nha chân trước thì đứng thẳng hoàn toàn luôn đó móng sò đầy đủ hết nhau với chúng chị còn cái phần yếm con bò mẹ này thì rất là đầy đủ rồi nha chị còn về chiều cao thì em lấy thước em đôi số lưng con bò mẹ này á thì nó cao là một m mười bò nha chị con bò mẹ này thì nó là mẫu bơm bay ha dậu rất là to nhau với chúng chị đó tàn sát nha con bò cái mẹ này thì em kiểm tra trước sau thì da đỏ mặt toàn thân nha chị trước sau thì không đen không giá nha tất cả là nghiêm chỉnh nha chị con bò cái mẹ này thì nó mới đẻ ba con nha chị tức là lưới thứ ba này chính là con bò cái bên kia ha thì một lát sau thì em sẽ quay cho cô chú chị mình xem luôn thì em đã kiểm tra rồi cái con bò mẹ này á, thì từ chân móng nè sái tích nè dậu lườn vú rúng là tất cả là nghiêm chỉnh hết nha gì chiều cao thì một m mười tám nha mẫu bom ba như vậy rất là to ha thùng dậu rất là to nha cô chú chị đó rồi sau đây em sẽ tiến gần lại ha em sẽ quay về con bò cái ba bê con để cho cô chú chị mình là quan sát kỹ hơn nữa nha cô chú chị đó em sẽ quay gần lại cho anh chị coi nè. Thì đây chính là con bò cái ba bê con nha chị. Con bò cái này thì theo quan sát kiểm tra của em thì sẽ tích nó là nghiêm chỉnh ha. Xe mặt sẽ lưng nè, đầu trụi nha anh chị. Chân móng trước sau cũng đứng thẳng hoàn toàn ha, móng sò. Cái dàn lưng con bò cái con này thì nói là lưng đôi nha anh chị. Lưng đôi dài đòn ha, đít muối nè, hoa to. Đó rúng miếm đầy đủ hết nha chị, chân móng thì hoàn thiện hết nha, móng sò toàn bộ hết luôn. Da thì da đen nha chị, con bò cái ba bê con này hiện tại thì nó hơn một tháng tuổi nha chị uống mời ha Cái bò mẹ con này thì mẫu đẹp nhau chỗ gì Cái bò mẹ con này thì anh chủ nhà báo giá của em là 27 triệu 500 ngàn nha anh chị 27 triệu 500 ngàn cho cái bộ mẹ con cái ba bê này ha Thì những cô chú anh chị em mình ở nhà mình đang có trong cái tầm tiền là 27 triệu 500 ngàn mình muốn sở hữu ngay cái đôi bò này mình đem về nuôi sinh sản thì chị có liên hệ trực tiếp với em nha để chúng ta là sổ mình đem về chăn nuôi nha anh chị đó cái bộ mẹ con này em nhắc lại cho anh chị ha là hoàn toàn nghiêm chỉnh hết nha anh chị bây giờ em sẽ quay về bộ mẹ con cái xin số 2 nha anh chị đây là bộ mẹ con cái xin số 2 ha để em quay còn một bò con trước nha anh chị cái xin con này thì nó cần tháng nha anh chị Đó sẽ tích thì cũng nghiêm chỉnh luôn mong đích thì cũng hoàn thiện luôn để em quay qua đây cho anh chị mình coi kỹ hơn ha đó đây là mặt mày nó nha anh chị đó sáng mặt nó nghiêm chỉnh ha sẽ lưng cũng nghiêm chỉnh luôn đầu trụi nè anh chị quan sát nó cũng đi anh chị không chân móng thì trước sau đứng thẳng hoàn toàn nha anh chị móng sò hoàn thiện hết nha đó con này thì nó gần một tháng tuổi anh chị cái xin nha con bò cái xin con này thì em kiểm tra thì ở ngay rúng nó thì có cục bú nhỏ nha anh chị thì cái này thì nó đẻ ra là nó có rồi nha anh chị con bò cái xin con này thì em kiểm tra trước sau thì không đang không giá nha anh chị để em quay con bò mẹ luôn ha con bò cái mẹ này thì sáng mặt nó nghiêm chỉnh nha anh chị đó cái dàn sáu lưng anh chị quan sát cho em nè cũng nghiêm chỉnh luôn nha mà ông đùa đấy con bò mẹ này thì cũng hoàn thiện luôn kìa đuôi lớn nha anh chị Đó đuôi dài ha Còn dưới đây của nó là phần rúng nha Bò mẹ thì rúng dày rúng chèn bốn dấu đều bầu sữa căng nè Dàn chân móng trước sau nó thì đứng thẳng hoàn toàn luôn anh chị Móng sò và có kiền khú nha còn chiều cao thì em lấy thước em đo sẽ lưng con bò mẹ này thì nó cao là 1m25 anh chị. Con bò mẹ này thì nó mới đẻ hai con nha. Tức là lưới thứ hai này chính là con bò cái sinh con này anh chị gần 1 tháng tuổi nha. Rất là đẹp nhau chú chị. Đó con bò mẹ này thì em cũng đã kiểm tra quỳ răng rồi Thì nó mới bẻ ba răng nha cô chú anh chị Đó Thì con bò mẹ này thì trước sau thì đỏ mặt nha cô chú anh chị Đỏ mặt ha Bò mẹ thì cái màu nó đậm Nó đậm bò nha anh chị Không len không giá luôn nha Đó Mẹ là 1m25 bò Đó mới đẻ hai con nha anh chị Thì cái bò mẹ con này anh chủ nhà báo giá của em là 28 triệu nha anh chị 28 triệu cho cái bò mẹ con cái xin này ha. Đó thì giá này thì có thương lượng chút đỉnh từng xe nữa nha anh chị thì nếu như mà anh chị nhắm ơn cứ hai bộ mẹ con này mình đem về nuôi á thì anh chị có liên hệ trực tiếp với em nha anh chị anh chị mua hết hai bộ mẹ con này á thì anh sẽ bao xe cho anh chị trong phạm vi là 50 cây số luôn nha anh chị tức là anh chị mình đang ở củ chi nè tây ninh bình dương nè long an đức hòa đức ngoại á hóc môn nè bình tân á cứ trong phạm vi là 50 cây thì anh sẽ bao xe về tận nhà cho anh chị mình hết hai bộ mẹ con này như anh chị thì những cô chú anh em mình muốn sở hữu hết hai bộ mẹ con này thì cứ nhanh tay gọi ngay cho em để chúng ta là sổ ngay nha anh chị và được bao xe là 50 cây nha anh chị muốn mua thì anh chị có liên hệ với em còn bây giờ em chào cô chú anh chị luôn nha